Xin chào các bạn, đây là hộp của chiếc iPhone 8 Plus, một trong 3 siêu phẩm mới nhất mà Apple mới ra mắt và cũng là mới bán ra. Hộp của sản phẩm này thì nói chung cách đóng hộp nó vẫn giống như các thiết bị cũ, đặc biệt là các sản phẩm gần đây. Mặt trước nó vẫn in cái hình mặt lưng của chiếc 8 Plus này và tổng thể vỏ hộp nó có màu của máy. Đây là màu vàng, nhưng mà thực ra các bạn nhìn qua này, màu vàng năm nay thì nó chẳng vàng giống như là các thế hệ trước, mà nó có vẻ gì đó phơn phớt hồng mà nó cũng có màu kiểu như màu trắng sữa nữa. Nó giữa giữa kiểu như vậy. Ở mặt sau của hộp thì chúng ta sẽ có, đầu tiên đây là phiên bản bộ nhớ trong 64GB. Đây là máy 8 Plus Gold 64GB và mã máy là ZPA. Và cũng không cần phải nói nhiều nữa đâu, quá quen thuộc rồi, mình sẽ mở luôn cho bạn cùng xem. Đó, cái cách mở cái vỏ này rất là dễ. Và Apple họ đóng gói cực kỳ tinh tế luôn. Cái hộp này này, hộp này rút ra cực kỳ đơn giản chứ không kiểu khít khít như mấy cái hộp của Xiaomi hay Meizu mà mình đã từng mở. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một xấp giấy hướng dẫn sử dụng, design by Apple in California. Có nhiều cái dòng thứ tiếng luôn, có một que chọc sim ở đây. Và có vẫn có hai miếng dán quả táo luôn. Cái này thì tùy các bạn dán đâu dán. Mình hay dán vào xe máy với lại laptop. Và trên cùng thì đây là chiếc iPhone 8 Plus phiên bản màu vàng. Và như bạn thấy đây, năm nay thì màu vàng nó chả ra màu vàng nữa rồi. Và nó chỉ có mỗi hơi vàng ở phần khung thép này mà thôi. Và cái vàng này cũng không phải là vàng mà mình nhìn nó giống màu rose gold hơn. Và mặt sau này thì chính xác nó là màu trắng sữa chứ không phải vàng nữa. Chúng ta sẽ chỉ có điểm nhấn màu vàng ở logo này, dòng chữ iPhone này, ở cái viền của camera này và cái khung ở đằng trước. Cùng với đó là cái chỗ phần viền phím home. Chỉ thế thôi, mình sẽ để tạm sang bên này. Chúng ta sẽ đến tiếp với phụ kiện. Và đây là chân sạc 3 chấu, rất đơn giản. Và đây là cái chuẩn sạc ở mã thị trường ZP. Và cái hồi mình mở iPhone 6S thì cũng còn nguyên cái chân sạc 3 chấu này luôn. Và ở Việt Nam mà muốn dùng cái sạc này thì chúng ta phải mua một cái adapter chuyển. Tiếp theo thì đây là một cái tai nghe earpod. Và tất nhiên là đây là tai nghe Lightning. Bên dưới này thì chúng ta sẽ có Apple tặng kèm theo một cái cổng chuyển đổi từ cổng Lightning ra cổng 3.5. Và cuối cùng thì đây là sợi cáp. Cách đóng gói thiết kế giống hệt như iPhone 7 và 7 Plus. Đó, chỉ có thế thôi. Và đây chính là chiếc iPhone 8 Plus. Sau khi mình đã ngắm nghía qua một lúc thì mình đã thấy là cái cảm giác cầm nắm của thiết bị này hầu như không khác biệt lắm so với lại khi mà mình dùng iPhone 7 Plus. Có rất nhiều người thì cho rằng cái mức độ hoàn thiện của chiếc iPhone 8 Plus mà Apple làm năm nay thì nó hơi kém so với những thiết bị cũ. Hoặc có những người thì cũng cho rằng là nó kiểu như là nó tốt hơn. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì cũng đã xăm soi kỹ phết rồi. Thì mình thấy là cái mức độ hoàn thiện nó gần như là tương đương với các sản phẩm trước thôi. Có nghĩa là nếu mà đã tương đương như vậy thì nó vốn đã là tốt. Tại vì Apple thường làm hoàn thiện sản phẩm rất là tốt rồi. Mình cũng không có điểm gì để chê trách ở trên thiết bị iPhone 8 Plus này cả. Ví dụ có nhiều người nói là nó hở viền gì gì đó thì mình thấy là bình thường mà. Hoặc là có thể là mình dễ tính, đối với bản thân mình thì vậy là chấp nhận được rồi. Cái mặt kính đằng sau này nó cũng vát 2.5D các bạn ạ. Và nó sẽ ôm sát vào cái khung viền này. Khung viền này năm nay rất là cứng luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với mặt trước. Nói chung là cũng không cần phải mô tả nhiều về cái chiếc iPhone 8 Plus này nữa. Tại vì gần như là nó giống hệt với iPhone 7 Plus. Cái điểm khác duy nhất ở đây đó là cái phần đằng sau này. Chúng ta không phải là một cái khung nhôm nguyên khối nữa. Mà nó chỉ có khung là kim loại thôi. Còn đằng sau này đây các bạn thấy nó là một mặt kính rồi. Và cái mặt kính này không những làm cho máy nó đẹp hơn, sáng sủa hơn, mà nó còn giúp cho máy hỗ trợ khả năng sạc không dây. Và đã rất lâu rồi thì Apple mới quay trở lại một cái thiết kế hai mặt kính từ cái hồi iPhone 4S. Sau đó họ đã chuyển lên iPhone 5 thì nó đã có nhôm nhiều hơn. Và mãi đến bây giờ họ lại quay trở lại cái thiết kế mặt kính này. Có người thích, có người không. Nhưng mà nói gì thì nói, cá nhân mình thấy là cái máy iPhone 8 Plus này nó đẹp hơn iPhone 7 Plus nhiều. Đặc biệt là cái phiên bản màu mới này nó tinh tế hơn. Mình thích cái màu trắng sữa này hơn là cái kiểu màu vàng của iPhone 7 Plus. Và bây giờ thì mình sẽ khởi động máy lên. Bây giờ phải kiếm một cái sim để active. Cái khay sim mới cạy ra này nó vẫn có răng chống nước. Có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ có tiêu chuẩn kháng nước giống như là trên chiếc iPhone 7. Hình như là nó cũng vẫn là IP67 thì phải, không được nâng cấp lên 68. Có một cái bước mới trong khi mình active chiếc iPhone này lên, đó là nó ghi là màn hình True Tones. iPhone tự động điều chỉnh theo điều kiện ánh sáng xung quanh để làm cho màu sắc nhất quán với các môi trường khác nhau. Bạn có thể thay đổi trong cài đặt màn hình và độ sáng. Thì mình sẽ nhấn tiếp tục. Có nghĩa là cái công nghệ này nó sẽ cho phép chúng ta kiểu như là tự điều chỉnh cái màu sắc của màn hình theo như là cái phía bên ngoài. Cái công nghệ này thì chúng ta từng thấy ở trên những chiếc iPad thế hệ mới rồi. Và như các bạn thấy thì rất đơn giản thôi, mình đã active lên thành công chiếc iPhone 8 Plus. Sóng lên đầy đủ tất nhiên rồi. Và đây là cái giao diện chính. Chúng ta đang ở iOS, có lẽ đã là 11 bản chính thức rồi. Đúng rồi, cái mã này là iOS 11 bản chính thức rồi. Và hiện tại thì chưa có cập nhật mới.
Nói chung thì mô tả qua lại một chút thôi, tại vì chúng ta nắm rõ hết rồi. Đây là một màn hình 5,5 inch, độ phân giải vẫn là Full HD và độ sáng cao. Chúng ta có thể thoải mái sử dụng cái màn hình này và đây vẫn là một trong những màn hình chất lượng nhất. Phía mặt trước chúng ta có một cái phím home cứng và phím home này là phím home không ấn xuống được. Phím home này nó sẽ vô dụng nếu như mà chúng ta tắt máy đi. Với những người mà quen sử dụng phím home trên iPhone 7 và 7 Plus rồi thì việc quay lại sử dụng phím home cũ tương đối là khó khăn. Bên trên này chúng ta sẽ có một cái loa thoại, đây là camera trước và một cái cảm biến. Thật ra là đây có hai cảm biến luôn. Và cái loa thoại này còn đóng vai trò là loa trái trong loa stereo nữa. Phía bên mặt sau thì như mình đã mô tả qua thời điểm đầu, chúng ta sẽ có một mặt kính. Mặt sau này gần như là full kính ngoại trừ phần quét ra có camera ở đây thôi. Mặt kính này được vát 2,5D về các phía và mức độ hoàn thiện là tốt. Mình đánh giá là tốt, còn ai muốn nói thế nào thì tùy ý kiến cá nhân mỗi người. Đây là logo quả táo, vẫn rất là sáng bóng luôn. Và đảm bảo là cái logo này sẽ không xước. Nếu có xước thì nó chỉ xước phần mặt kính bên ngoài thôi. Chúng ta có duy nhất một cái dòng chữ iPhone ở đây. Duy nhất đúng một dòng chữ này chứ không có một dãi dài những ký tự. Ơ tại sao lần này lại không có những ký tự đấy nữa nhỉ? Có những ký tự kiểu bảo vệ môi trường hay là email hay gì đó rất là nhiều ở đây ở những phiên bản cũ. Bây giờ không có nữa, làm cho máy nó sạch sẽ, sáng sủa và tinh khôi hơn rất là nhiều. Phía bên góc trái này chúng ta vẫn sẽ có cụm camera kép giống như iPhone 7 Plus và vẫn có một cái viền kim loại bảo vệ như này. Nó đồng màu với màu khung của máy và đây là mic thứ hai, cùng với đó là một cái đèn flash. Tiếp theo với các cạnh khác thì thiết kế nó không khác gì cả. Chúng ta sẽ vẫn có một cái cần gạt rung, sẽ có hai phím tăng giảm âm lượng và ở hai phần đầu cạnh trái chúng ta vẫn thấy xuất hiện hai vạch nhựa của cái việc hỗ trợ thu phát sóng anten. Kế đến ở phía bên cạnh phải thì chúng ta cũng sẽ có phím nguồn và khay sim. Phía bên cạnh trên vẫn đặc biệt không có gì hết và bên cạnh dưới thì cũng vẫn vậy. Chính giữa sẽ là cổng Lightning, bên cạnh vẫn là hai con ốc, chúng ta vẫn còn ốc để cố định chứ không phải là dùng bằng keo giống như máy hai mặt kính khác. Và hai bên vẫn là hai cái giải, bên phải là loa ngoài, còn bên trái sẽ là mic thoại. Bây giờ cùng đi sâu với chiếc máy này hơn thì như các bạn thấy mình chả có gì để mà nói ở đây cả. Tại vì iOS các phiên bản nó giống gần như giống hệt nhau. Cái việc trải nghiệm iOS 11 trên chiếc máy này với iPhone 7 Plus thì nó cũng gần như giống hệt nhau, chả khác gì cả. Nói về phần cấu hình thì chiếc máy này có được nâng cấp so với iPhone 7 Plus. Chúng ta sẽ có con chip mới nhất đến từ Apple, đó là Apple A11 Bionic. Thanh RAM vẫn giống 7 Plus là 3GB RAM. Và chúng ta có một màn hình 5,5 inch, độ phân giải là Full HD mình đã nói rồi. Tuy nhiên có một điều mà mình thấy hơi thất vọng, đó là viên pin lần này chỉ có dung lượng là 2691 mAh. So với iPhone 7 Plus thì nó thua kém lên tới 200 mAh. iPhone 7 Plus là 2009, còn con này chỉ có 2691, thậm chí còn chưa được 2007. Mặc kệ là họ có thể giải thích rằng là con máy này sẽ được tối ưu thế nào đó v.v. Nhưng mà để mà chọn về dung lượng pin, mình vẫn sẽ chọn iPhone 7 Plus. Bộ đôi camera sau của thiết bị này thì cái cách kết cấu giống như iPhone 7 Plus. Chúng ta có một camera góc thường và một camera góc hẹp để chụp chân dung. Và sẽ nhìn qua về cái giao diện camera, chúng ta cũng sẽ có một vài những tính năng mới. Ví dụ như trong phần chân dung này, lần này là chúng ta sẽ có những cái tính năng chụp chân dung. Ví dụ như là chụp ánh sáng tự nhiên. Tiếp đến chúng ta sẽ có ánh sáng trường quay là trong studio, rồi ánh sáng viền, ánh sáng sân khấu và cuối cùng là ánh sáng sân khấu đơn sắc. Cái này thì mình sẽ thử từng tính năng một trong video đánh giá nhanh camera cho các bạn cùng xem. Và mình hy vọng là cái này không phải là để làm ra cho có. Không phải là Apple đã hết cách để nâng cấp camera rồi mà chỉ có thể nâng cấp về phần mềm, giống như một số người đang nghĩ. Thực ra là cái này là cũng có tính năng nhất định đấy. Và như vậy thôi là hết rồi đấy. Nói chung là mở hộp và trên tay nhanh thì cũng chỉ có thế thôi. Và tổng kết lại video thì mình chỉ muốn nói là chiếc máy này đối với cá nhân mình thấy thì nó đẹp hơn 7 Plus nhiều. Đặc biệt là cái màu vàng mới này, gọi cho màu vàng mới đi. Màu này nó giống màu vừa giống màu trắng sữa, nó lại vừa giống màu hồng và mình đặc biệt thích cái màu này. Có lẽ nếu mà để chọn thì mình sẽ chọn, năm nay mình sẽ chọn màu này chứ không phải là màu nào khác. Còn các bạn thì các bạn thấy chiếc máy này có đẹp không? Mời comment phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.